cho anh em con bội nổi nha anh em. Con này cái giọng đồng, cái hai hậu nha anh em, con này cái hai hậu. Nó mấy nay em tắm nắng tắm đồ cho nó lại lại, bây giờ nó cũng đổ lông sơ sát. Chi mùa này nó Sài Gòn nó là lạnh anh em, nên nó hay đổ lông. Anh em nào cần thì liên hệ cho em nha. Con này giọng đồng, hai hậu, chớm nổi anh em à. Sáp gù nó không chưa gù mạnh đâu, gù một hai sạc à. Anh em về nuôi thêm. Chào tất cả các anh em nha.